Rồi, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, Hu Tao đã ra mắt. Chết lại bảo hiểm xíu nè. Nghĩa là đúng 10 nháy nữa thì có thể mình sẽ ra. Chút vô vọng mà. Đây, dốc vô vọng. Khung cảnh đây được rồi. Ok, here we go. 11 nháy, tức nghĩa là mình roi 10 lượt nữa là sẽ 78 nha. 77, 78 gì đó, và thêm một nháy nữa là 78. Thường nữa sẽ ra. Không biết có trúng được nữa. Ây, rồi chắc chắn là ra vàng rồi đó. Nhưng không biết là có phải nó hay không. Vàng đâu? Đúng rồi. Vậy là nó ra dưới 77. 67 đúng không? 68, 69, 70 đó. 71. Rùng quá ta. 72. 73. 74. 75. Vậy là phát sâu nè. Có cây thương ở đây rồi. Có cây thương ở đây rồi. Phát sâu. Đấy. Đúng tay hưu tao. Nó đã có cái điểm rồi. Nó ra cái thương là đúng rồi. Hit mẹ bonus thêm cho chồng vua luôn. Vậy là 4 đợt trúng rây. Tuyệt vời. Hu Tao. Hiruchara no oni-san ga byouki ni natta. Ở đây mình chuẩn bị sẵn cái thương cho mày rồi nên mày cứ yên tâm là mày không thiếu đồ mày chơi không. Đồ phết nha. Bao nhiêu tuổi đây?